đi không? Là khung, phải khung xuống đúng không? Con này không có đau. Nói tới ngủ thì tập tin đấy, đau lắm. Cái hay của nó là vậy. Quay đầu trở lại đi. Rồi, nằm thẳng đây, thẳng đây. Nè, thả lỏng người ra. Nè, buông xuôi. Đúng rồi, đừng đứng gần. Đó, mềm hay gì đó. Còn sao đây? Tìm đốt nữa. Đau. Đau hả? Đau đâu? Đau cổ đúng không? Rồi, em ngồi vậy được rồi đó. Nghiêng quá. Rồi, hút không khí vài cái cho nó mạnh mẽ lên. Học từ bữa đầu tới giờ hả? Dạ. Có nhìn ăn không? Chắc đói hả? Đây cái hoại quá. Rồi, đứng dậy. Rồi, đừng có nhúng nhường cơ thể nữa. Ok. Chạy đi. Bất không, đây lại đây, 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 đang điểm lại. Rửa sang quần áo rồi cho nó bạch tai. Chạy mạnh lên. Đó. Mà bây giờ mọi người thấy đều lại nè. Rồi. Sao từ tốn nó mỏi á. Nè, nó mỏi em. Phải cố gắng. Nè. Để rồi chúng phải làm điều kiện, mấy điều kia đó thì nó mới hết được hàng. Nè, rồi bây giờ, hồi nãy có tròn tay không? Tròn tay không? Nãy có tròn là sao không? Không quá hả? Không có đâu. À, hồi trước cái cử chỉ cái cử động nào mà khó chịu nhất? Dạ, yeah, tay vậy nào lên không tới, cái tay này nào không tới. Đâu, về thử cái giờ có tới không? Rồi, lên. Ôi giờ lên theo. Rồi, tay kia. Đến đây là tới. Rồi tới này ngon lành, ha. Còn kia chậm hơn. Ha, nhưng mà lên nay lên được. Ok. Rồi bây giờ em chạy cái nữa rồi cho mọi người phấn khởi đi vậy. Chạy! Đó, rồi, lên, rồi. Ok, rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.